Chào cả nhà nha. Hôm nay thì kênh TV2 xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái thông tin, đó chính là Việt Nam của chúng ta đã xác định được một cái đối thủ ở trận bán kết U16 Đông Nam Á 2024 sau cái loạt trận đấu cuối cùng của bảng C tại vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2024. Thì đội tuyển Úc đã có một cái chiến thắng rất là đậm trước Timor Leste với tỷ số là 12-0, và sau đó thì là đội tuyển Thái Lan đã đánh bại Malaysia với một cái trận đấu rất là khó khăn với tỷ số 3-1. Qua đó thì chính thức là vượt qua được Campuchia để mà tiến vào trận đấu bán kết với vị trí ngôi nhì bảng. Còn Úc thì họ đã thắng tới 12-0, cho nên chỉ số bàn thắng bàn thua họ rất là nhiều và họ đã đứng ngôi nhất bảng. Và cái đối thủ mà Việt Nam của chúng ta gặp ở trận bán kết 1 diễn ra vào lúc là 15 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2024, là cuộc đối đầu với lại là đội tuyển Úc. Việt Nam của chúng ta sẽ đối đầu với đội tuyển Úc tại vòng bán kết giải U16 Đông Nam Á nha quý vị. Và trận bán kết thứ hai sẽ là cuộc đối đầu giữa U16 chủ nhà Indonesia, nhất đội nhất bảng A, với lại là U16 Thái Lan, đội nhì ở bảng C. Đấy, diễn ra vào ngày 1 tháng 7 và diễn ra vào sau cái trận đấu bán kết 1 giữa Việt Nam và Úc. Thì trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc là 19:30 phút cũng ngày 1 tháng 7 luôn nha cả nhà. Đây là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến cho cả nhà. Đấy, và có những cái thông tin gì về tình hình lực lượng cũng như là về cái tình hình về cái giải đấu này thì mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn ở những cái video sau. Và bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại cả nhà một video gần nhất nha. Xin chào. Nhớ đăng ký một kênh nha.